giờ ngồi xếp hàng luôn. Dạ đúng rồi. Ủa có khu mới hả? Con tưởng là lúc này mình đi qua mall thứ hai, nhưng mà đến nơi thì mới biết là còn 5 phút nữa là người ta đóng cửa rồi, tại vì đang bị mùa dịch cho nên là đành đứng ở ngoài chơi một xíu. Lúc này thì trời đang rất là gió. Đi vô cái mall cuối cùng, bãi xe rất là vắng. Thấy trong cửa mall ghi là no access to the mall, nhưng mà không hiểu sao vẫn vào được.